Tòa án gia đình thành phố Seoul ngày 7 tháng 12 đã ra phán quyết đầu tiên về vụ ly hôn kéo dài 5 năm giữa chủ tịch tập đoàn SK Tae-won và bà Noh Soyong, giám đốc trung tâm nghệ thuật Nabi. Tòa án đã yêu cầu chủ tịch SK phải chia 66,5 tỷ won, 50,5 triệu đô la Mỹ tài sản cho bà Noh Soyong và chi trả thêm 100 triệu won, 75.900 đô la Mỹ để bù đắp tổn thất tinh thần. Hội đồng xét xử giải thích đã phân chia cổ phiếu của các công ty thành viên, bất động sản, trợ cấp thôi việc và khoản tiền gửi ngân hàng của chủ tịch SK cho vợ, cân nhắc tới thời gian hôn nhân giữa hai người. Tuy nhiên, tòa án nhận định cổ phiếu tập đoàn SK của ông Choi Tae-won là tài sản riêng, không thuộc đối tượng tài sản chung có thể phân chia trong vụ ly hôn này. Tài sản riêng là tài sản của vợ hoặc chồng sở hữu dưới tên mình trước khi kết hôn. Trong thời gian diễn ra vụ kiện tụng, Ông Choi Tae-won đã khẳng định cổ phiếu tập đoàn SK là tài sản riêng, được tặng và thừa kế từ cha mình. Trong khi đó, bà Noh So-young thì nhấn mạnh hai người đã kết hôn từ lâu nên số tài sản mà ông Choi Tae-won được thừa kế cũng phải được coi là tài sản chung. Tuy nhiên, cuối cùng tòa án đã đứng về phía chủ tịch SK. Ông Choi Tae-won, người điều hành tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc, kết hôn với bà Noh So-young, con gái của cố tổng thống Noh Tae-woo vào năm 1988, có với nhau ba người con. Vào năm 2015, chủ tịch SK thừa nhận có con riêng tuyên bố sẽ ly dị với bà Noh Seo young do không hợp tính cách. Ban đầu, bà Noh đã phản đối cuộc ly hôn, sau đó kiện ngược lại chồng mình vào năm 2019, đòi khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần là 300 triệu won, 227.000 đô la Mỹ, và một nửa số cổ phiếu tập đoàn SK mà ông Choi sở hữu, tương đương 6,48 triệu cổ phiếu, được định giá là 1.350 tỷ won, 1,02 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, số tài sản mà bà Noh được tòa án phân chia chỉ bằng 5% số tiền mà bà yêu cầu ban đầu trong trường hợp bà nô kháng án thì dự kiến cuộc đấu pháp lý sẽ còn kéo dài